đến bây giờ thì mình đã đi gần khoảng 80 quốc gia trên thế giới. Và trong vòng 10 năm gần đây thì cái số lượng đi của mình nó nhiều hơn. Từ khi mà mình cảm thấy được rằng là việc xây dịch là một trong những cái sở thích lớn nhất của mình. Các bạn thường thắc mắc là về vấn đề chi phí. Cái khó khăn thứ hai là các bạn cũng thường thắc mắc về việc quản lý thời gian. Thì đây hai cái điều kiện gọi là cơ bản để mà có thể có được những chuyến đi du lịch. Thì về vấn đề thời gian đó thì tôi cũng là một cái người đi dài, cho nên là tôi cũng có những cái khoảng thời gian mà xem như là những cái kỳ nghỉ dài hơn so với những người khác. Nghỉ Tết và khoảng thời gian nghỉ hè thì đây là hai khoảng thời gian mà tôi dành cho những cái hành trình dài. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng có những cái đợt nghỉ giống như mọi người làm việc trong văn phòng, thì những cái kỳ nghỉ ngắn hạn đó thì tôi sẽ dành cho những cái hành trình nó ngắn ngày hơn. Cũng có một số người khác thì người ta cũng có thể rằng là họ kiếm ra được 10 đồng chẳng hạn thì họ cũng có thể là chi tiêu hết cả 9 đồng, còn 1 đồng nữa là để rủi ro vấn đề gì đó. Nhưng mà tôi thì kế hoạch chi tiêu riêng của tôi thì thông thường là tôi cũng chỉ dành khoảng độ 30-40% cái khoản thu nhập của mình để mình thực hiện cho những chuyến đi mà mình cảm thấy được rằng nó là một trong những cái chuyến đi để đời của mình. Ngoài cái công việc giảng dạy thì tôi còn là một người viết sách, rồi tôi còn viết cho các cái báo hoặc tạp chí, hoặc là thậm chí những cái chuyến đi của tôi đều chụp hình, và những hình ảnh đó được tôi chỉnh sửa tươm tất và sau đó tôi up lên trên những cái mạng nước ngoài để tôi có thể bán. Thì đó là những nguồn thu nhập thụ động. Khi mà tôi đi những cái vùng đất xa thì tôi đã từng trải nghiệm ở những vùng đất mà gần rồi đó, cho nên rằng là cái vấn đề thu nhập đó là chúng ta cũng đừng nên mà đi ở những cái nơi mà với khỏi ngoài cái tầm tay của chúng ta, mà chúng ta bắt đầu từ những cái nơi mà chúng ta có thể thực hiện một cách dễ dàng, đặc biệt là vấn đề về mặt tài chính. Tôi lấy ví dụ như Campuchia bây giờ rất là dễ đi và tốn kém cũng không có nhiều, và chúng ta cũng có thể chọn lựa nhiều hình thức để đi. Một bạn sinh viên năm 1 thôi, chúng ta cố gắng chúng ta tiết kiệm, ví dụ như một tháng như vậy chi tiêu là các bạn chi tiêu khoảng 4 triệu đồng đi chẳng hạn. Ví dụ 200.000 như vậy chúng ta để dành cho khoảng 1 năm, chúng ta có được là khoảng 2.4 triệu. Thì 2.4 triệu sẵn sàng các bạn có một cái chuyến đi du lịch. Thì như vậy là khi mà chúng ta lên kế hoạch đó, thì rõ ràng rằng là chúng ta phải coi, thứ nhất là vé máy bay nè, khách sạn nè, ăn uống nè, các cái điểm tham quan và các cái loại hình vận chuyển khi mà chúng ta đi. Và khi mà đi đến vùng đất nào đó thì chúng ta cũng có xem coi là chúng ta sẽ hưởng thụ cái gì nơi cái vùng đất đó. Tại vì cái một trong những cái vấn đề mà chúng ta không nên tiết kiệm đó là chúng ta đi thì chúng ta phải hưởng thụ những cái mà chúng ta thích. Thì những cái hưởng thụ đó ở nước ngoài hoặc ở trong nước chi phí nó cũng khá cao, thì cho nên chúng ta phải liệu cơm gắp mắm coi cái ngân sách mình có đạt được hay không. Và nếu mà ngân sách mình mà đạt được thì cũng nên đừng nên tiết kiệm, tại vì chúng ta cũng có thể đi một lần trong đời đến một điểm đó. Nếu mà chúng ta đi mà chúng ta tham quan mà chúng ta không có tham quan những cái điều tuyệt vời nhất đó, thì rõ ràng chuyến đi của chúng ta cũng mất đi cái phần ý nghĩa.